Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Levin Gamer. Hi hè. Chào mừng các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review những cây kiếm nha các bạn. Bây giờ còn kiếm nào ngon không ta? Còn cây nào mình chưa quay được cái cây các bạn hay mình đọc comment các bạn là cái cây của Brute các bạn. Đó, cây này nè. Cây của Brute nè. Đó, được nha. Được không, hợp lý chưa? Khá là hợp lý luôn. Đó, Brute. Hiện tại lắc. Đó, đây là cây Brute các bạn, đâu mình thử chiêu coi. Quên, mình thử chiêu coi. Từ. Nó bắn được cái gì vậy? Cái gì vậy? Chém ông nội. Chém. Đã. Ôi cái này mà gặp tao kiếm là thôi. Toan liền. Rồi. Các bạn vẫn thắc mắc là tại sao thật Haki full người nó lại trâu hơn thật cái gì nói rồi. Nó vẫn vậy thôi, trâu hơn là hơn. Không có trâu hơn đâu, nó vẫn vậy mà. Rồi, bây giờ à test thử combo với bạn lý thuyết là vậy nè. Rồi cái gì sẽ còn vui mà đâu qua rồi qua hải tặc hết đi. Qua hải tặc hết đi ghê hả? Ghê hả? Phải không? Đâu nghi đó ta. Rồi. Vô. Đỏ đi anh em. Ui. Ui, ba rồi. 4. Ui 5. Ui. Ui 6. 3. Ui 7. Ủa 1 2 3. Ui giời. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ê. 8 rồi. Ui giời. Ui giời. 1 2 3 4 5. Cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, mình là 6, 1, 7, 8, 9, 9, 10 mờ. Ui. Ui. Kinh thế nha. Cái tính là chị chịu chữ số hay sao nè. A đứng đầu thấy không? K nè, xong tới L, xong tới M, M, tới S thấy không? Ủa tôi K. À bạn này chưa 10 mờ. Cái tính theo bạn như cái á. Rồi. Ôi. Trời ơi trời. Ali gấp trời ơi. Kiểu này mất lẹ lắm á. Ali đi. Rồi. Bây giờ mình đi giờ mình săn ủa giờ mình không review được kiếm nữa bạn ơi. Bây giờ mình dẫn một đoàn quân 10M này đi săn boss nha bạn. Wow. Từ lấy cái kiếm mạnh nhất luôn và đi theo bạn này chứ. Để mạnh theo chứ đâu là cầm cái yếu này được. Tính là gì thôi nhưng mà thôi. Tâm kiếm chứ bà thôi. Vô ru. Vô. Kill on boss luôn. Kill on boss. Rồi tính. Tính kia mà vô ngay cái bờ 10 mờ các bạn không? Hên dữ vậy. Kill on boss đi, kill on boss đi. Chơi chạy. Vô sơ mờ đỉnh như vậy. Ui da kẹt. Trời ơi trời. Trời ơi. Đồ ôi đàn quân 10 mờ đấy bạn ơi. Trời ơi 102 triệu. Trời ơi cái sơ mờ. Rồi xong. Toàn. Nào mới ao rồi. Ôi server 102 triệu, 99 triệu rồi kìa. Trời ơi kinh dị quá vậy. Mình sẽ dẫn một đoàn quân 10M đi săn nha bạn. Vô lên. Trời ơi còn không vậy. Trời ơi chán vậy. Sao chán thế nhờ.
lắm à. Rồi đi qua. Qua cái gì? Qua hải quân một đống luôn, mới vô đống hải quân luôn mà. Rồi còn có boss nào không vậy? Kinh dị quá đi à. Rồi tính review game Brood mà bất ngờ gặp xem là 10M không. 9 bạn đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Ủa nãy 9 bạn luôn mà sao giờ còn 8 giờ bạn nằm với nhau à? Bạn nằm với nhau á. Rồi đi vô đi. Trời ơi. Đó đúng rồi. Ngồi lên. Ngồi lên. Trời ơi. Là bây giờ là có một đống đường mời, nhưng mà tối đa chỉ có 5 con thôi nha các bạn, thấy không nè. 3 con này, 2 con này, thấy không? Tối đa có 5 con thôi à. Được các bạn, chứ không phải là cái gì đâu. Không phải là, ví dụ mình chỉ còn 5 con mà 9 bạn là hết 45 con, trời ơi. Cái server này chắc dục luôn nha các bạn. Dục server luôn á. Nên admin làm gì là cũng đúng thôi. Ý, hoa. Ở không còn con boss luôn. Trời ơi. Qua chơi bờ. Rồi. Trời là trời. Không còn con boss luôn. Trời là trời. Reset. Chơi bờ này hết boss luôn rồi. Giờ sao đây? Giờ làm gì giờ trời? À. Tính tính cái gì mà boss kéo cái này đánh đầu đen mới đại bạn ơi. Thôi giờ kiếm si biết đi. Ok. Kiếm si biết đi. Trời ơi, người 10M nhà 10M. Trời ơi. Lên. Lên thuyền nào, băng hải tặc 10M. Băng hải tặc 10M. Rồi ngồi ghế đàng hoàng, rồi vô. Má ơi, băng hải tặc 10M kinh dị quá. Chơi bời hết 96 triệu rồi. Gần top Creel luôn rồi các bạn ơi. Nè Creel có nhận. Có nhận có sáu luôn. À 15 người, 1 người 10M nè. Rồi cũng có 150 đây chứ. 15 người đúng không? 1 người 10M là 150 thôi, 166 được. Nè, ba thằng này 150 trò mới đúng nè. Mới đúng là full 10M nè, 166 được trời. Cái bung này bung lên 16 thằng hay 17 thằng á. Chắc luôn. Kinh thiệt. Trời ơi. Xem vào 10M. Đây. Ít 10M ghê á, ít ghê luôn á. Ui. Ô, thì gì đây? Thì gì đây? Cái này không ra thuyền nó ra cái gì vậy bạn ơi? Ôi trời ơi. Hết boss rồi bạn ơi. Cái phờ full 10M nhưng mà không có được con boss nào hết á. Giờ sao đây? Giờ không có được con boss nào luôn á. Giờ làm cái gì vậy? Được luôn á. Không còn con boss để đánh luôn mà. Rồi. Thì chắc mình mình ra server khác nha. Qua server khác đây. Rồi chỗ bạn này chắc đang quên rồi bạn ơi. Cái này chắc chiến tranh 10M ở đây rồi. Thôi mình thoát gấp mấy bạn ơi, chỗ này nguy hiểm quá. Rồi. Để mình hỏi bạn này thử 10M có ai trong cái bảng kia không kia. Rồi. 10M
trong này có ai trong 7-800 không? Giờ mùi bò làm cái gì đó quan trọng, quan trọng là trong tớp này nè. Đâu tớp bao ti này, trong này không. Ai có anh đó, mình là tất nhiên có rồi mấy bạn này nè. Có ai, có ai ngoài ngoài anh không, ngoài anh không? Top top 10 mà. Hả? À. Ui dồi, cái gì? Top 1 party thế giới bạn em. Top 1 party thế giới là chỉ có ông Ovo này thôi nè, mình mới công nhận top 1 thế giới, chứ party thế giới mình cũng trong party thế giới này vậy. Top 1 đầu tiên á. Có một Ovo thôi. Cái này này mùi mòi làm sao mà có trong này được. Đấy không? Rồi. Chứ mình chỉ server khác nha các bạn. Trong này nguy hiểm quá. Rồi. Chứ giờ hết boss để đánh rồi. Ba anh em nha. Rồi. Kinh quá. Kinh quá trời ơi. Để mình ra server khác đây. Tính review kiếm mà vô 10M không là 10M. Kinh dị thiệt. Đỉnh cao thiệt. À, vô qua server khác đây. Các bạn nhớ qua ủng hộ anh Bacto nha các bạn. Anh Bacto mới làm lại. Mới làm lại về lại gần đây. Anh Bacto mới làm lại gần đây nè. Đó. Có gì nhớ qua ủng hộ anh Bacto nha. Rồi. Giờ giờ mình cũng không biết review cái gì luôn các bạn ơi. Tính review kiếm kia mà toàn vô gặp server ngay 10M không. Nên bây giờ chắc mình đi tăng dòng boss thôi nha các bạn. Đi sao dòng boss thôi, bây giờ làm gì đâu. Nhớ ủng hộ anh Bác Tôn nha. Rồi thì làm gì đây. Ôi hồi thề xem xe bình thường là không có boss luôn á. Boss xe biết còn boss nào không? Ok nhìn qua qua xe bình vip nha các bạn. Thôi tạm biệt bạn trong này nha, giờ không có con boss nào luôn á. Để mình vô server VIP thôi sao giờ. Go. Điên, có 3 trái hết rồi, nãy mày lượm hết rồi. Có nhà máy thì được. Có nhà máy chưa? Chưa nhà máy luôn, sao lâu vậy? Mày treo 3 trái mà không có trái nào trên 1 mệt. Sida thiệt. Nghe mình nó đang còn trái trên mệt để vô đô fla mấy bạn. À. Vô. Mình vô mình đánh từng con boss luôn thôi sao giờ. Thì có gì mình à, anh nếu mà anh Bacto có quay thì mình vừa chị ảnh đánh mấy con boss rớt đồ luôn. Nếu ủng hộ Bacto nha bạn. Kêu mất hả? Thôi, đây là bộ ngon ai đi. Thằng này chết đi. Vô đánh thằng à mày có đánh được đâu. Ừ. Mày có đánh được đâu. Vô. Từ. Đánh được fly này trước đã. Tính đánh đâu đen đổi mắt với quỷ mà. Cái này sao đổi đây. Trời ơi trời. Quang vãi. Nghĩ sao vậy con này easy. Ôi. Đây. Xài chát quỷ mình xài được cái đất kho các bạn. Cái đất kho nó ngon quá. Con chát quỷ nó ngon hơn. BB thử không? BB độ nè. Hả? Ủa liên quan gì biết mang không BB được.
Ủa liên quan gì đi thôi, mày cũng đâu có V3 gì, liên quan gì mà mày đâu có V3 gì đâu. Ê đi ngu, đứng rộng, đứng rộng. Nó ôi chết nè, chết gì nào PC luôn nè. Thôi chơi solo nè. Toàn quá. Qua đấu trường đi. Vô. Mày sắp full cấp rồi mà mày lo gì? Ngày 49 là được rồi, là sắp full luôn rồi. Đâu có đánh V3 đâu mày lo. Không xài Haki luôn nha. Đánh công bằng luôn. Ờ không xài Haki quan sát luôn, đánh công bằng luôn cho mày chúng chiêu tao, tao chúng chiêu mày luôn. Liên quan gì? Mày skill ngon rồi, tao không né được á. Vô. Lẹ đi, lẹ đi. Không chưa? Nhanh. Thằng Sida này lẹ coi. Ủa giờ dọc chép quỷ luôn. Dọc luôn chứ sao giờ. Vô. Dục đó hả? Rồi chết quỷ mà dục như là rác. Tiếng đồng hồ ra hàng trái mà dục như rác. Ô quên không bằng Haki mà cứ lộn quen tay không à. Ừ quen tay không mà. Vô. Lẹ. Thầm vô lô hứa chém mấy cái mà chết. Ê chưa mà. Hộ đau. Chưa mà chưa kìa hộ máu luôn. À. Không có vậy. Ca mốt được rồi. À. Không chưa? Đây ngồi lên bún gà. Mày quýnh tao cho mất máu bằng luôn đi, mời quá mày, lâu quá mày ơi. Rồi. Ơi, ngàn binh rồi kìa. À mấy bạn muốn bật cái này hình như bấm shift F7 phải không ta? Control 7. Control F7 nha bạn, nè ra nè đó. Control F7 nha. Rồi bạn muốn. Ờ tao lên 5000 binh rồi. Ơ 500 binh rồi. 5500 binh. Giảm rồi, giảm rồi, em giảm. Trời. Ôi rồi, lại lắc rồi luôn. Trời. Lắc gì vậy solo? Từ từ đợi hết lắc đi. Ôi 6000 binh. Chưa? Anh lắc chưa? Dựng trời lên 9000 binh luôn, càng ngày càng lên vậy. Ờ lên 17000 binh. Toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi. Ủa? Chúng ta chưa được mà, rồi hết rồi, hết rồi, chơi, chơi lại, chơi lại, chơi lại, chơi lại, chơi lại. Vô. Không có Haki thì né hộ với lại Yuru tao cái. Không Haki rồi chỉ có toan thôi. Không Haki mà toan thôi. Gì vậy? Mày chơi gì vậy? Fitman. Trời ơi, giờ con xe Fitman. Cái số phong minh đi chứ. Ôi lại. Ôi ôi. Tao thấy rồi. Mày đắm công khí hả mày? Mày hả mày? Xuống nước. Ờ, Huy không Huy quan sát khó lắm á. Tại sao Huy quen rồi, Huy quan sát quen rồi. Nó nhìn xuyên tường mấy bạn chứ thấy được cái lượng máu của đối thủ luôn á. Cái này phải tới gần mới thấy được. Mày vô ru hơi bị đỉnh. Rồi thôi mình lần tiếp lại đây nha các bạn. Rồi tính quay mà ai ngờ vô thêm vào 11 không. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau của mình nha, bye bye.